Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ai, tên ơi, cảm giác mà nó tuyệt vời gì đâu luôn à, mấy bạn nhìn thấy không? Trời ơi, trời trời đó, cho bạn nào chưa biết mà đang xem và đã được xem, hôm nay Xâm Đào chính thức trở thành bà chủ bán pizza. Trời ơi, lần đầu tiên tôi kinh doanh một cái thứ mà tôi thích nhất lưỡi bạn, tôi cực kỳ thích ăn pizza luôn đó. Nên hôm nay chắc chắn sau ngày cực kỳ đắt khách lưỡi bạn đó. Như nè, cái quán pizza tôi nhìn là biết quán pizza rồi, kiểu này sắp giàu to rồi. Để xem quay có ai vô rồi, vô chung bị bánh này đó chưa. Pizza có chữ pizza la 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 la. Ôi, không cần, không cần. Trộn lum la gì đây gì đây. Có gì đây gì đây. À, bánh mì nè, bà trộn bánh mì, bà chan nước mắm, bà bỏ đường vô, có con ve sầu ở trong cái nè. Cái gì? Vô với con ve sầu gì? Ông có cái đuôi, có cái đuôi con chuột nè phải không? Vô gì? Không ăn đúng không? Ăn đi vụ khác. Bà giọng tin ông tì là tôi rao bà. Bà là sẽ ới cho mà coi, không ai mua, không ai mua. Ông này được, để tôi rao bán tí khách vô mua nha. Rồi, xin mời quý khách siêu ốc. Khách ở đâu, 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 rồi, rồi. 50% quý khách rơi vô mua cái đời pizza siêu ốc. Tôi đi gọi cả làng, cả xóm, cả thành phố của tôi đến đây mua cho chú. Ôi, cái tên gì? Ai trả tiền cho em? Xin vô làm ô xin cho quán pizza của Sam được không? Ủa chứ nãy ai chê là tôi bán được chứ tôi ế gì? Ông này chê mà ta ai chê không, mà tại vì hồi nãy á tôi tưởng là bán không được. Ai vậy tôi thấy đông khách quá. Trời chắc là kiếm được nhiều tiền lắm hen. Trời hen. Ơi thấy chưa, bây giờ ông rửa chén thôi. Ông còn mua được cái xe Lamborghini rồi thấy chưa. Tôi bán được cái mà tôi nói thật. Giờ vô không tôi trả cho tháng 5 đồng đó, chịu không? Rồi được được, làm liền làm liền. Rồi ok vô nấu bánh cho tôi đó. Rồi bạn ơi, tới đó tôi đã có một ô xin với tôi thấy không? Chị Phong Cẩn thấy vậy là biết rồi. Đó bạn thấy không, mới đó tôi mới khởi nghiệp là tôi đã rất nhiều tiền rồi. Kiểu này tôi mở thêm chục chi nhánh nữa chắc chắn sẽ thành tỷ phú. tỷ phú, thích quá đi. Chào mừng quý khách đã ghé tiệm pizza Sammy. Ăn vô là rất là gì ngon, ngự ngon quá đi. Ủa, cái gì vậy? Sammy bữa trước tôi bán tôi còn tí khách quá trời. Sao bây giờ đứng cả tiếng đồng hồ không có một con rùi đi ngang luôn. Con rùi nó còn chê bánh tôi luôn. Ủa là sao vậy ta? Mấy bữa trước còn bán nhiều mà. Bà luôn á, là tôi thấy quán bà đông á, tôi mới vô tôi xin làm ô xin. Mà bây giờ á, thấy vắng khách quá thôi tôi về. Ủa cái gì vậy? Tới mua tôi không nghĩ sao vậy? Gì kỳ lạ vậy? Ồ, chứ nãy là người nghe khách có trời, bây giờ tự nhiên nó é ngang vậy. Chắc có lý do gì đó rồi. Từ để xem quay khách ơi. Đi nhanh, đi nhanh, đi nhanh mọi người, đi nhanh, đi nhanh, đi nhanh. Thầy chưa, khách chưa, xin chào quý khách. Mọi người, mọi người, mọi người, mọi người nghe tôi nói là ở đằng kia có quán tiệm pizza mới mà ngon lắm. Còn cái tiệm này mất hết rồi, không còn ngon nữa đâu. Đi ra thì đằng kia tôi biết đường, đi theo tôi, đi theo tôi. Ủa? Cái gì? Cái gì vậy? Có một tiệm pizza mà nó ngon hơn cái mình, là sao? Người ta cũng tới đâu kia, người ta đi đâu kia. Qua đó hết luôn rồi. Cái gì? Trời ơi, cái tiệm pizza nào dám giành cách của tôi hả? Cách ruột của tôi mà. Trời ơi, Phong ơi, không được rồi, bây giờ mình phải
gì ở ngoài, rút cuộc cái tiệm pizza đó của ai mà người ta tới người ta ăn quá trời vậy? Đi theo tôi, tôi đi tìm đi thôi. Trời ơi, dám giành cách của tôi à? Không có chuyện đó đâu. Đứng lại. Đây 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 này, đây này, đây này, xong đây, xong đây, trời ơi, tiệm này siêu ngon luôn á. Không ai có thể chơi được. Trời ơi. Ơi, khách chuột của mình qua một cái tiệm khác. Từ từ đi, có cái tiệm này tiệm nào đây? Dám mở ở trong như là quán pizza to hơn cái pizza của bà luôn á. Ủa sao tôi mà công nhận nha, mở to với người ta, rõ ràng pizza tươi ngon hơn mà tại sao bây này là hot đó, còn dám cạnh tranh mở trong làng tôi đó chứ. Trời ơi, rốt cuộc chủ này là ai vậy? Ủa? Bán mấy cái pizza về mở chỗ tiền ai mà cạnh tranh lại được với mình ở đây trời. Đầu bếp, đầu bếp bán pizza. Cô phải lại xin ông ấy cho tôi làm ô xin mới được. Cái gì vậy? Không, đứng lại ơi. Tại tại quán ổng bán đông thì tôi xin thôi. Trời ơi, chẳng có tiền nào chuyện này xảy ra được. Ôi, tôi chắc chắn với ông này có cái gì đó. Cái quán pizza là chắc chắn là không thể nào bình thường được. Tôi với tỷ nó 12 giờ đêm bây giờ ông không, 12 giờ đêm ông với tôi đột nhập vào quán pizza này rút cuộc cho ông nội này nấu cái gì mà tại sao nhiều người bán như vậy? Rõ ràng tôi nấu ngon ông à. Rồi, rồi ok cũng được, nhưng mà bà hứa phải tăng lương cho tôi à. Có, tôi hứa tăng lương để tôi rút cuộc để xem quay ông này làm sao hơn được tôi được. Chỉ có sao đi đâu đầu của ông như thế này nè. Ôi, chỉ có sao đi đâu là nấu pizza ngon với tôi bạn ơi. Later that night. Ok bạn ơi, tụi mình đã vào trong được cái quán pizza của ông này lúc 12 giờ đêm này, không biết ông này rút cuộc là trong cái pizza này làm gì mà hơn mình được để xem quay. Trời ơi, bán nó đắt gần chết rồi, mấy đô luôn nè. Trời ơi, tám nhìn kìa. Mấy cái bánh pizza mà người ta quăng ở dưới đất luôn kìa. Trời ơi, quán bời bộn mà vô gì đâu luôn á. Vậy mà đóng khách người ta. Để vô xem rốt cuộc cái quán này có gì đó. Tụi mình đã lén vào lúc 12 giờ đêm. Im lặng, im lặng, im lặng. Đó, để coi coi. Trời ơi, gì? Có gì đâu. Quay lại ngay. Ơi Sam ơi, bên dưới sàn nó có cái chữ gì nè. Trời ơi, quay lại ngay. Sao là quay lại? Không, tôi phải tìm hiểu rốt cuộc cái trong này có gì. Đây. Ơi Sam ơi. Cái gì? Cái gì? Ở trong này còn có thêm cái đậu nè. Trời ơi, không phải đâu, đấy chắc là trang trí thôi. Ông này làm thế quá à. Vô đây, vô đây. Ủa gì hả? Vô đây. Tôi thấy hơi cung cung rồi. Tôi không đâu mà. Vô đây. Ui, cái máy xuống. Ui, ủa từ từ. Cái quán pizza mà không bí mật nè, sao xịn vậy? Ui, ui, có khi nào dưới này là có bí mật không? Rồi, để tôi xem coi. Ôi. Để xem coi. Ôi, tôi đang đi xuống nè sao. Ôi, cái gì vậy? Sao đi trước tôi vậy? Cái gì đây? Đi. Cái gì vậy? What? Trời ơi, cái này là máy xay thịt. Trời, nhưng mà cái thịt này hơi lạ sao ơi. Cái thịt này hơi lạ đó. Tôi không biết nữa. Trời ơi, từ từ. Rốt cuộc trong này có cái gì? Trời ơi, Phong ơi, trong đây có bẫy nữa nè. Ê, đây phải, đây có phải là cái chỗ làm pizza mà sao mà nhìn giống kiểu như cái nhà tù vậy? Ôi, tôi không biết nữa. Sao ơi, hay mình đi dài đi, tôi sợ. Tôi không chịu đi về, tôi tìm hiểu rốt cuộc là tại sao, hiểu không? Rốt cuộc đây là... Ủa gì đây? I can see you, tôi có thể thấy bạn. Ủa, thấy cái gì mà pizza? Tôi có thể nhìn thấy bạn. Ôi, cúp điện rồi. Tối vậy? Ôi, cúp điện rồi. Cúp điện rồi. Vừa bước vô là tôi thấy cái máy xay thịt là thấy hơi kỳ kỳ rồi. Sau đó ông đầu bếp đuổi tôi nữa. Hình như ông đầu bếp này không có bình thường Sam ơi. Leo đây nè, leo đây nè. Để em coi rốt cuộc chuyện gì xảy ra trong cái tiệm pizza này. Để xem coi có gì đây. Ê! Sam ơi, ông ở đây nè. Đâu? Ơi! Trời, ông nhìn mình đúng không? Từ từ. Khoan từ. Tôi này là cái gương mà. Ủa mà tại sao mà tôi đi qua đây là ông nhìn tôi đi về ông nhìn tôi vậy? Trời ơi, đây là ông chủ đầu bếp đấy bạn. Ủa chắc chắn trong nhưng mà khoan, cái này là cái gương. Cái này là cái là cái gương. Ủa mà sao bọn mình không thấy bọn mình trong đó mà mình lại thấy ổng trong đó ta? Ôi, tôi thấy ghê quá. Tôi phòng ơi, chắc tôi nghĩ tôi thoát khỏi chỗ này, tôi biết sao vậy? Ủa cái gì đây? Rồi, cái gì mà tôi nhện? Ôi. Ơi Sam ơi. Tôi biết là Sam sợ nhện á, có khi nào tí nữa đóng nhện nhào ra không? Ai biết ông ơi, đừng có đụng cái này là được nha. Trời ơi, tôi sợ lắm rồi. Trời ơi, cái ông này hóa nhện luôn ông ơi. Trời đi cẩn thận nha. Trời ơi, tôi không sợ nhà tôi là tôi sẽ cố gắng thoát khỏi chỗ này, tôi không chịu đâu. Đây, ông qua được chưa? Ông qua được rồi hả? Ôi bên này nè, qua đây đi. Đây đây rồi, bên ủa cái này gì tên vậy nè? Ôi. Gì đây? Ôi ai ai ui da, trời ơi, muốn gãy cái chân luôn à. Để xem coi. Ê, một cái hầm bí mật của ông cái ông chủ quán này hơi bị xịn nha. Tôi thấy giữa thần luôn á. Bắt được trộm có á. Gì nè? Ôi. Ai da. Trời ơi, ông đạp chi vậy? Nó kẹp mình chưa kẹp bánh gì đó. Trời ơi, đừng có đạp. Tôi không biết, thì
từ cẩn thận đi lách lẹo vô đó. Mình đợi cho tôi đi qua cái bọn ai rồi. Ai là ông này? Tôi sắp qua được rồi. Trời ơi, trông mày báo dễ sợ luôn à. Đây, đi theo tôi dẫn đường cho đi nè. Đó, đi theo tôi nè. Đó, rồi, lách qua đây, lách qua đây, lách đi dễ dàng chưa? Thấy dễ không? Đó. Ok, dễ dễ. Đó, ông rồi, ra được rồi. Thì có, mệt ghê luôn rồi. Hả? Cái gì đây? Lấy vô. Ê, sao cái nhà ông này càng ngày càng giống nhà tù nha. Tôi thấy nó càng ngày bà rồi nha. Ui, đừng có động, đừng có động. Chắc chắn là ở trong đây ổng đang che giấu một cái gì đó bí mật. À, trời ơi, cái gì vậy? Vậy? Tôi thấy ông, ai, tôi ông banh xác luôn ông ơi. Đây, anh chơi, anh chơi, qua đây, cẩn thận, rồi, ok, rồi, đến đây. Qua đây nè. Để xem coi trên này có gì. Đây, ui, nó. Trời ơi. Cái chỗ nào vậy? Ôi, có cái gì đây nè, có cái gì đây, có cái gậy. Tôi tưởng là cái gậy quá. À, hình như mới là cái gậy nên mình mở cửa cái gì á. Đừng khắc nữa, ông mình mẹ lên coi. Tôi giờ về cho, đây tôi mở cửa nha. Rồi, tôi cài cửa ông rồi nè. Đó, hai bên cài cửa nè. Rồi, ok, mình thoát ra chỗ này nha. Ôi, tôi vui này à, với đây ông. Tôi biết rồi, đây, tôi nhấn cái nút. Ủa, tôi lên chưa? Đây rồi, đó, đi về nhà nha. Ôi, ông không tưởng kêu khóc quá trời, tôi còn khóc, bỗng khóc quá trời các bạn ơi. Ui, cái gì đây? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chạy, 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 đây đây tôi chạy vào đây rồi. Ui ui, tôi giật té bạn ơi, cố lên bạn ơi, trời ơi. 8 hours later. Tôi có lấy ở trong cái lò nướng bánh nè, có nè, để tôi đâu, rồi, đúng rồi, cho ông chưa, đây muốn vậy.
hình tròn gì để thắp sáng cho chúng ta đó. Vậy là tụi mình đã tiêu diệt được cái ông gọi là đầu bếp yêu quái bạn ơi. Tụi mình được chứ các bạn. Yeah. Vậy là mình sẽ trở lại công việc làm pizza của mình. Mình sẽ trở thành tỷ phú thế bạn ơi. Trời mừng quá. Thôi bây giờ cần nói gì nữa Phong ơi. Đem pizza về ship cho bác thôi. Yeah. Đi thôi bác ơi. Quán pizza quán em ăn nha. Trời ơi, bạn thấy ông khách mình quá trời người ơi, đồ bánh pizza mà nói bạn ơi, trời ơi, trời tôi biết bà bánh thương ơn bà già kiểu quý khách quá nhiều. Ôi trời ơi, quá trời nhà, với ai cũng mua, người nhỏ cũng mua, người lớn cũng mua, dạ vâng nha. Phòng ơi, mua gì? Bánh pizza hơn ngon, xin mời quý khách lên đây để ăn. Trời ơi, ông ơi, đúng thêm pizza